Với về Di Quốc Bảo giữa tin đồn yêu đương, mới đây, nam em tiếp tục gây xôn xao khi đăng ảnh tình tứ cùng về Di Quốc Bảo. Đáng lưu ý, trong ảnh, Quốc Bảo tựa đầu vào vai nam em, còn người đẹp vòng tay qua cổ bạn trai tin đồn. Cả hai mặc trang phục giống như đi spa hoặc khách sạn cao cấp, nghi là đi nghỉ dưỡng thư giãn cùng nhau. Tuy nam em chỉ đăng khoảng vài phút thì xóa đi nhưng vẫn bị khán giả chụp lại. Nhiều người cho rằng Hoa hậu trái đất Việt Nam đang cố tình chiêu trò để gây sự chú ý tin đồn nam em và quốc bảo hẹn hò đang xôn xao từ ngày 16 tháng 9 đến nay. Thời điểm đó, người quản lý của nam em đã nói rằng, cô chỉ biết nam em đang hẹn hò với một người tên Bảo, còn chuyện người đó có phải quốc bảo hay không thì cô không biết. Tối 17 tháng 9, nam em xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất để bay sang Hàn Quốc chuẩn bị cho dự án mới. Cô diện nguyên cây hàng hiệu, chỉ tính riêng bộ vali túi sách của nhà mốt Louis Vuitton đã khoảng 120 triệu đồng.